rồi, ai quay cứ quay. Rồi. Mời anh em nhá. Đây là đờ sỏ lợn. Đi anh ơi. Cắt cơn em sỏ lợn. Ngon ngon ngon. Quả này nó mới ngậy. Đấy, quả đấy mới ngậy. Quả này nó mới ngậy. Quý. Mời anh em nhé. Gồng múc. Đó là quả lợn. Đó mà quả lợn lái. Đúng nhá. Lợn lái. Lợn rừng, lợn rừng da hơi dài. Nó quả lợn lái không cắn nổi. Lợn này nó không ngấy. Lợn này ăn giòn lắm. Mẹ quên dặn nó là mình lọc hết hay là cứ gọi nó thì còn một cái đấy nó phải như thế đây tí á cái cơn ngon nó có hai cái má rồi đấy hai má đào thôi không ăn thì thôi chờ chờ. Rừng nhá. Qua mấy ngày nghỉ nghỉ mệt rồi bây giờ bắt đầu làm cái sụ lợn để ăn nó đỡ mệt. Ngon. Đây là một cái, hai cái, ba cái. Ngon. Cái này lột lại chứ đúng không? Còn cái nữa không lột luôn đi. Lại luôn. Một tất chấm chấm chèo. Ba bộ ốc này chấm thoải mái. Ngon. Hai bộ ốc này tô. Hai má đào. Quả đấy là như bổ rộng bổ giữa vắt bổ giữa vắt đó là cái ông gậy nhẹ cái này là được. Đấy thì cho bánh mì ra. Thế thì ăn bánh mì. Điện hoàng. Điện hoàng thì đây. Đây là cái nhá. Ừ, đấy đúng rồi đấy. Đảo này ngon. Đấy là cắt cơn kiểu như một cái đùi gà. Một cái là chán rồi. Đấy luôn.
sao đi à? Thôi đưa tặng người xuống hao nhá. Đấy, bộ đấy. Tổng đấy. Đấy. Anh em tôi luộc sơ chế qua cho đỡ hôi đấy nhá. Một tí tôi cho vào để luộc chính thức ăn. Đây là đang sơ chế cho đỡ hôi. Vâng. Đây là cũng là lòng nướng. Lòng lòng thèo nhá. Ông đang ướp để nướng này. Sa tế đúng tủ sao nhỉ? Này nướng sa tế với mì chính. Nó vừa cay thôi cả. Không, nó không nướng này nó không cay đâu mà. Đấy. Sơ chế món nướng này. Mì chính nữa. Đừng có mắm mặn đúng không ạ? Mặn ngon được không? Không, cái sa tế nó mặn rồi. Sa tế vẫn cho một tí mắm thôi. Cả mặn đây, thấy nóng ghê, nóng ngơm lắm. Món nướng nữa. Đây là lòng già toàn tê chôn, lòng già nướng sa tế. Sơ chế qua. Đấy. Sơ chế qua cho đỡ hôi. Trong này nó có những hàm răng rất hôi. Lưỡi cạo được chưa? Được thì hạt chưa? Hạt đỏ ăn lưỡi hạt vừa. Ăn một lượt qua. Nó gồm hạt lêm, mì chính, mắm muối, súp, hạt dổi, mắc kén. Lên. Bắt đầu ninh từ 1 tiếng.
lên mâm siêu to khổng lồ này, ba cái đầu nhá. Đây mình sơ chế qua rồi, bây giờ cho này vào luôn đi, còn thế nào cho mình đây nào, ốc để kéo. Để đã linh được 20 phút rồi, cứ đủ 1 tiếng rồi. Anh em cứ cho ra để cắt cơn lòng lớn. Nước này nó có mỡ xẻo nhanh lắm. Nhưng bọn nó phải quét mỡ lên. Không cần đâu. Thơm lư. Các bạn có ngửi thấy thơm không nhỉ? Thơm lắm. Đấy. Toàn những chỗ tê chôn ngọt. Các bạn thấy thơm không? Xe này giống lắm. Nấu lửa. Đấy. Này, ơi. Ngon đuôi ngon rồi. Đây, đã được một mẻ rồi nhá. Mọi người nhá. Kéo đây anh cắt cơn miếng đi xem nó thơm không anh cua. Ống cơm pha chậm kéo nhá. Cho hạt dổi mắc kém vào luôn đi cả lò ấy. Tí cho nó ấy. Trong này gia vị chậm kéo có một ít rau sống, ba bộ ốc. Đây chậm kéo đây. Rồi thì muối, mì chính. Đấy và hạt dổi mắc kén. Ôi là nó vui. Thì hành khô. Đấy, để tí ngậy. Chấm để cắt cơn với những cái này. Quả má rồi. Đấy, này. Quả lê mà quệt kìa nhỉ. Đấy bị đẳng cấp. Má, má đào rồi. Đấy, má đào ấy. Điện ông làm chưa? Không sao. Ngất rồi. Đó, không sao, không sao. Đúng là văn đấy mỏng vào không ăn được đâu. Ông bảo không sao. Không, không sao. Ờ, điện rồi, điện ông rồi. Em mở điện kêu. Đây là tiết luộc. Đúng. Vừa thoải mái chỉ. Anh cho bé đuổi ông bé. Giết được bé đấy. Cái này vẫn là tiết hết gì đúng không? Tiết. Bỏ tiết thì nhiều tiết. Bỏ. Thôi rồi. Cái này to hơn. Cho sau. Sau, cho sau. Vanh này, vanh, vanh đấy cho bộ cái chậu thau xanh ra. Vẫn chưa đủ món nào, vẫn còn là nòng nữa. Còn nồng và còn nhiều món nha. Mình là cứ để cả xoay lên đấy à? Ờ, để mày lấy xoay lên. Để cả xoay lên à? Ờ, thái tất ra như ban nãy, ban to to như ban nãy để cho đấy để trao để đổ ra ra giá cả nó vẫn không ăn được đâu. Thôi đưa cháu ơi. Cứ bình tĩnh nhá, bình tĩnh như bình tĩnh thôi. Đây này, anh em ra view ngoài bờ ao cho nó đẹp. Cái bằng luôn đấy à? Cái gì đấy, lắng lắm. Không đi được, không đi được đâu. Không đi được, đúng không? Vào nó kia, ai đi vòng qua chuồng cơ thể. Hay đi qua Long Tiến không đi về? À ha. Đấy, ra ngoài view ngồi rồi. Qua rồi đi.
Đi thôi. Đấy. Anh em ra bờ ao thưởng thức cơm mấy cái món này. Các bạn nhìn đẳng cấp chưa? Đấy, các bạn nhìn cái mâm, biết là cái mâm ở đâu rồi. Cháu em bóp cái là thôi toang đấy. Để còn thi đấu, còn một xe cung xe lơ bia nữa đang chờ đang về. Bia phải ghém thêm thêm với đồ ăn. Thằng kia nó biết nó chở ô tô bia về vào đây không nhỉ? À, bảo nó đánh thẳng vào đây. Bảo nó chở đi ô tô. Vừa nhìn được cái view rồi. Đấy. Nay cũng ngồi chỗ nào. Ừ. Mà lại mát hơn chồng này. Bây giờ cho quạt cho ông ạ. Có, vẫn phải cho quạt ra chứ. Đấy, bia đã về đến nhà. Đấy. Đấy. Lại chuyển chỗ. Đấy. Định ngồi trên nhưng mà sợ mâm cỗ nhiều quá, sợ nó sập mất cái kia, làm lần lại chuyển chỗ. 3, 4 rồi. Hôm nay mình mới ăn thì hậu hôm 2 thì em mời ông nhá. Mời anh em nhá. Ba kia anh gạo này. Chấm cả đi xem là thế nào. Tiếp cầm mảng cái cầm hẳn vậy. Ai? Ngập vào. Ngập rồi. Ai? Nóng ấy, nóng đây là nóng nướng này, giòn ngon. Văn đi đâu nhỉ? Ngon lắm. Điện thằng Văn hả? Tỉnh luôn. Dạ đây. Lòng ngon nhỉ? Ngon. Ai? Không chị ơi. Đây là mình ngon ngon lắm, đây là ngon 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 thật. Mời anh em nhá. À, phải một đỏ hết thì mới gọi là mời anh em nhá. Quên. Mẹ mới mua cái to cái ông chả. Không à. Chưa cày mấy đâu nhỉ? Chưa cày mấy. Đây rồi. Mời anh em nhá. Đây là sỏ lợn. Cắt cơn em sỏ lợn. Ngon ngon đúng không? Quả này nó mới ngậy. Đấy, quả đấy mới ngậy. Quả này mới ngậy. Quý. Mời anh em nhá. Gồng nó mà quẩn gồng bố. Nó mà quẩn lợn lái. Lợn lái. Lợn rừng ra hơi dài. Nó quẩn lợn lái không cắn nổi. Lợn này không ngấy. Lợn này ăn giòn lắm. Chấm sâu à, anh cũng chấm chấm chém này. Chấm đi, cầm cả gái chấm gặm nó mới ngon. Đấy. Hiếu. Đây rồi. Chấm sâu rồi nhá. Mời anh em đây. Đây là một đoạn. Đây anh em đọc đít. Đây là một đoạn đực đực. Đấy đây anh em ơi. Đoạn đực cứt. Lên Facebook nó tục tím là không nuôi được đâu đây. Ngon. Ăn lợn này nó giòn, nó ăn nó giòn. Thì mình nói đúng là chỗ này là ý là cái chỗ này là chỗ còn con gà. Sâu vào. Mời anh em nhá. Cho nhiều ớt thế mà không cay mấy. Chưa cay mấy. Bắt nhiều ớt xanh nữa mà nào. Ừ, má đào. Ớt bột. Nó chấm to cho tí thiếu ăn cái này đồ ăn thì thiếu ăn quên. Cái giống như chấm này chấm làm cái này là thiếu. Có quên mất với lại không. Không nếu mà quay quá quên lại không ngọt. Chạy chấm ít thôi. Ừ.
rẻ giật đấy, cứ thích mãi đầu mày. Cắt cơn em sủ. Thấy chưa? Wow, đặc sản. Hụp. Có đặc sản. Mời anh em. Xanh ra đây. Ôi, có cay đâu mà. Có mặn. Có á. Cái này phải đúng bằng cái gàu của thằng kia. Gàu mốc bèo. Không phải chứ, ăn mới ngon. Càng giòn, càng mềm. Tầm này là vừa tầm đi. Tạo lòng cá đây anh em ơi. Kiểu này xòa đoạ quá. Ăn này chết giận. Chết giận. Kéo đâu nhỉ? Kéo đâu để cắt đâu? Ngọt lắm không ạ? Mấy... Cắt đâu? Cắt Khánh Thành. Cắt thật tốt lên. Mời anh em nhá. Mời tất. Mời bác Khánh. Đưa kéo, đưa kéo. Đó này, mời bác Khánh nhá. Bác Khánh lên nào. Lên đồ nào. Chiến em nó các bạn. Đây rồi. Ôi, đấy mà thế, úi giời. Ngon lắm các bạn. Một đợt em bị hóc nòng rồi. Mời anh em nhá, mời chú anh nhá. Mời chú anh. À mũi lợn. À, quả này là uy tín lắm mày. Cắt cơn. Cắt cơn em mũi lợn nhá, uy tín quả này lắm. Đấy. Ui giời. À, hổ không làm. Sao? Không có ớt đâu. Bằng hồi nhiều ớt lắm. Cắt cơm miếng ớt luôn nhỉ? Mẹ lòng nó vứt ở đây à? Một chỗ là xuống chưa dài okay nó vẫn đang mắc ở của họ. Từ nhà bác này đi khách nhỉ? Cái này là có một cái sinh viên về của canh này bác xem. Không, anh em cũng là canh mặn ở nhà đấy ăn uống cũng xè cho bác quả xoài ra. Đúng rồi, từ mấy giờ nhỉ? Tới tầm phết à, xong rồi giờ này chuyển sang giờ có thằng bạn cháu làm cái môn music quen.